kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay, Thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Cảnh sát phong tỏa trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và Đồng Nai. Kính thưa quý vị, hàng chục cảnh sát mặc sắc phục đã phong tỏa trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S ở Hà Nội và trung tâm đăng kiểm 6004D tại Biên Hòa, Đồng Nai để phục vụ khám xét. Sáng ngày 10 tháng 1, khi ô tô đang xếp hàng dài chờ đăng kiểm trước trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2903S ở số 3 Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, nhiều cảnh sát xuất hiện. Cảnh sát giao thông, công an phường phong tỏa ngoài cổng, đề nghị các tài xế quay xe ra về vì trung tâm sẽ tạm dừng đăng kiểm. Một số tài xế cho biết đã hỏi cảnh sát khi nào trung tâm hoạt động trở lại nhưng không nhận được câu trả lời. Nguồn tin của phóng viên xác nhận sáng cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nội thực thi lệnh khám xét tại trung tâm 2903S và một số địa điểm ở thành phố. Tại Đồng Nai, khoảng 15 giờ ngày 10 tháng 1, hàng chục cảnh sát thuộc các lực lượng của công an tỉnh đã vây giáp khám xét trung tâm đăng kiểm 6004D trên đường Điểu Xiển, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Đây là trung tâm đăng kiểm tư nhân. Bước đầu, cơ quan điều tra cho rằng có đủ bằng chứng xác định một số chủ phương tiện đã có hành vi đưa hối lộ để được các nhân viên đăng kiểm bỏ qua lỗi trong quá trình đăng kiểm. Một tháng sau, công an trên cả nước liên tiếp điều tra sai phạm trong việc đăng kiểm. Riêng công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh khám xét 13 trung tâm kiểm định, khởi tố 6 vụ án với 43 bị can với các tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác. Theo cáo buộc, sai phạm chủ yếu là bỏ qua lỗi vi phạm trong công đoạn kiểm tra thủ công hoặc cho thuê phụ tùng không đảm bảo kỹ thuật. Đơn cử, xe mòn lốp thì nộp tiền thay lốp, thay thành thùng, thay một số bộ phận để đảm bảo tiêu chuẩn, sử dụng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải. Theo người phát ngôn Bộ Công an, ước tính 70.000 phương tiện cơ giới được kiểm định theo cách làm luật như vậy. Khoảng 52.300 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật về bảo vệ môi trường đã được cấp, tiền thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Cục đăng kiểm Việt Nam đã đình chỉ hoạt động hơn 10 trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang và Bắc Ninh. 5 ngày trước, công an thành phố Hồ Chí Minh đã lần thứ 2 khám xét phòng kiểm định xe cơ giới thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam. Nhà chức trách sau đó khởi tố tạm giam ông Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng, cùng cấp phó Đặng Trần Khanh và chuyên viên Phạm Đức Ngọc để điều tra cáo buộc nhận hối lộ. Ở miền Bắc, tại Bắc Ninh, 14 cán bộ của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 9903D bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố với cáo buộc nhận hối lộ hơn 6,5 tỷ đồng trong 3 năm. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trung tâm 9903D ở thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ bị nhiều người phản ánh là sách nhiễu, gây khó khăn, gợi ý nhận tiền bôi trơn với nhiều chủ phương tiện. Tại Bắc Giang, 4 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9806D và một nhân viên bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ khi thực hiện đăng kiểm. Thưởng Tết như nhau, tại sao không? Quý vị thân mến, chi thưởng Tết theo đúng công thức nhưng lòng không yên vì thưởng Tết kèm thưởng bất bình đẳng mà lẽ ra không đáng có, không đáng phải có. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh sẽ thưởng Tết cho tất cả người lao động của trường cùng một mức giống nhau từ tạp vụ tới hiệu trưởng, chung mức 20 triệu đồng mỗi người. Cũng chuyện thưởng Tết, công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị quyết định thưởng Tết cho tất cả mọi người trong công ty từ bảo vệ đến giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị chung một mức 25 triệu đồng một người. Trong một năm, từ lương tới các khoản chi khác nếu có cho công chức, viên chức, người lao động của đơn vị thì vị trí lãnh đạo, chúng ta quen gọi là sếp, quản lý các phòng ban, tổ chuyên môn, đã hơn hẳn cấp dưới. Nay chia đều tiền thưởng Tết, một lần cả nhà vui, một quyết định tử tế. Thưởng Tết ở trường học nói riêng, nhiều cách tính, ngoại trừ một hai đơn vị cá biệt, còn lại, dù chia theo công thức nào đi nữa, thì mức của hiệu trưởng đứng đầu bảng. Như đã thành lệ, mức thưởng của hiệu trưởng cao nhất, thấp nhất là bảo vệ, tạp vụ, y tế học đường và tương đương. Có năm trường tôi thưởng Tết theo danh hiệu thi đua cá nhân đạt được. Năm đó tôi đạt lao động tiên tiến, thưởng Tết thấp hơn bảo vệ, đạt chiến sĩ thi đua. Lúc kế toán ra kho bạc, cán bộ ở đó tần ngần, chỉ mỗi trường này làm thế. Những năm sau, căn cứ vào hướng dẫn chung, trường thực hiện công thức 50% X. X là tổng số tiền thưởng của đơn vị, chia đều theo mức sàn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên. 50% X còn lại chia theo hệ số tính thu nhập tăng thêm căn cứ vào ngạch, bậc lương và hệ số trách nhiệm, cộng với hệ số thâm niên vượt khung, cộng với hệ số chức vụ và kết quả bình xét thi đua. Thi đua thì âm ỉ, có chức
chỉ hữu danh nhưng bỏ sót sẽ gây to. Chuyện thưởng Tết vì thế, trong vui có lùm xùm, có nơi còn thắc mắc, gây mất đoàn kết, rồi đơn thư khiếu kiện. Tập thể sư phạm nhưng chênh lệch tiền thưởng giữa cấp trên cấp dưới, giữa giáo viên, nhân viên hợp đồng, không xác định thời hạn và hợp đồng có xác định thời hạn, ở trong cuộc mới thấu hiểu hết. Những người nhận tiền thưởng Tết chót bảng, họ tủi thân mà chỉ biết im lặng. Làm hiệu trưởng nhiều năm, thật lòng tôi rất băn khoăn chuyện những ngày giáp Tết phải chia tiền thưởng, vì thế luôn nâng lên hạ xuống để nhóm yếu thế có tiền thưởng Tết tạm ổn. Chi thưởng Tết theo đúng công thức, quy định, nhưng lòng không yên vì thưởng Tết kèm thưởng bất bình đẳng mà lẽ ra không đáng có, không đáng phải có. Tôi tâm đắc quyết định thưởng Tết của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo quản lý san sẻ để những người lao động trong trường, nhất là số có hoàn cảnh khó khăn, thêm ít tiền chi tiêu ngày Tết, họ vui vì Tết này thêm chất, thêm lượng để gia đình đón xuân. Đó là trường học hạnh phúc, là quà Tết quý nhất cho hiệu trưởng, cán bộ lãnh đạo quản lý trong trường. Năm nọ, một giáo viên nghèo nhận tiền thưởng Tết, em xúc động nói với tôi: "Thầy ơi, lần đầu tiên em có tiền triệu để sắm Tết. Những năm còn làm việc, tôi chờ đến 2-3 tháng chạp mới cho phát tiền thưởng. Sau tất niên, giáo viên, nhân viên của trường cùng với nhận tiền quà là quà Tết, mong ai cũng tạm đủ để được tất bật đi chợ Tết." Thế nên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, hiệu trưởng các trường hãy chung mẫu số. Tất cả giáo viên, nhân viên, người lao động trong trường thưởng Tết một mức như nhau. Chi ly quá, hơn kém nhau mấy triệu đồng, có là cứu cánh của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng đâu. Lãnh đạo trường trong năm học, các chế độ hơn cấp dưới nhiều rồi, dịp Tết cho đi yêu thương, tại sao không? Công ty cổ phần công ty thương mại, Quảng Trị cũng làm được, trường học sao không làm, để anh em có mức thưởng Tết giống nhau. Thông tin trên báo chí cho biết, thưởng Tết Nguyên đán 2023, người lãnh gần 900 triệu đồng, có người chỉ có 50.000 đồng. Tôi nhẩm tính, chênh nhau 18.000 lần. Ai cũng hiểu sự khác nhau về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, mô hình quản lý, về hiệu quả và những mặt khác khiến thưởng Tết nơi cao ngất, nơi thì chỉ đúng mua tô phở, mà đấy là tô phở tầm trung bình. Đành rằng trong thời kỳ quá độ, hưởng theo lao động có thể dẫn đến bất bình đẳng trong thu nhập. Nhưng thiết nghĩ, từ phía quản lý vĩ mô cần định hướng thông qua chủ trương, chính sách, biện pháp điều tiết, thuế để thưởng Tết không quá chênh lệch. Chăm lo cho người lao động có Tết, vui Tết là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nói riêng chuyện thưởng Tết cần tâm tầm của các nhà quản lý để có quyết định nhân văn. Hôm rồi có trường, lúc họp toàn thể hội đồng, giáo viên hỏi hiệu trưởng thưởng Tết năm nay ra sao. Hiệu trưởng gọn lỏn trả lời, chưa biết, khiến cho anh em buồn thiu. Chỉ hơn 20 ngày nữa là Tết, chủ tài khoản sao trả lời hết. Xuân sắp về với đất trời, mọi người được thưởng Tết như nhau, nhanh và kịp thời để ai cũng có mùa xuân tử tế, ấm áp. Mong lắm thay. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.